Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin về chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là làm như thế nào để giải rượu nhanh chóng cũng như là giảm tác động của rượu bia lên cơ thể của chúng ta. Như mọi người đều biết thì đã gần đến dịp nguyên Tết nguyên đán năm 2020 và càng về cuối năm thì đồng nghĩa với việc là chúng ta càng phải tiếp xúc với rượu bia nhiều hơn, những bữa tiệc thì chúng ta không thể nào mà không sử dụng rượu bia được. Và chính vì vậy, sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng, lá gan của chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp từ rượu bia. Và một điều quan trọng nữa là theo nghị định mới được ban ra, đó chính là xử phạt hành chính đối với những người tham gia giao thông nhưng lại sử dụng chất có cồn. Đồng nghĩa với đó là chúng ta bị xử phạt hành chính ở mức khá là cao và bên cạnh đó chính là việc bị tước giấy phép lái xe trong một khoảng thời gian nhất định. Chính vì vậy, việc làm như thế nào để có thể giải rượu nhanh chóng cũng như là khiến cho rượu bia ít ở lại trong cơ thể của chúng ta hơn luôn là điều được rất nhiều người quan tâm. Và dưới đây sẽ là 8 cách để giải rượu nhanh chóng mà bạn nên áp dụng. Đầu tiên, đó chính là chúng ta sử dụng trà gừng. Trà gừng thì vốn đã được coi như là một trong những phương pháp giúp giải rượu hiệu quả theo từ điển đông y thì trà gừng có tính nóng giúp phòng chống được sự tác hại của rượu bia đồng thời với tính nóng này thì gừng còn giúp cho sự lưu thông của máu được tốt hơn và đồng thời hóa giải chất cồn có trong máu của chúng ta thứ hai đó chính là sử dụng nước chanh Nước chanh thì vốn đã được coi như là một trong những phương pháp thường xuyên sử dụng. Ở khi chúng ta say rượu hay chúng ta thường xuyên sử dụng rượu bia thì nước chanh được sử dụng như là một trong những phương pháp để giải rượu hiệu quả cũng như là giảm tác động của rượu bia lên lá gan của chúng ta. Về cách sử dụng chanh để giải rượu thì vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần vắt một quả chanh, pha với một chút đường và uống. Với cách này thì được nhiều người áp dụng hơn cả. Đồng thời thì vitamin C có trong chanh cũng giúp giải rượu hiệu quả hơn và làm giảm tác hại giảm những chất có hại của rượu bia lên gan của chúng ta. Phương pháp thứ ba đó chính là ăn cháo trắng. Tưởng chừng như chỉ là một món ăn đơn giản nhưng cháo trắng còn có một trong những công dụng vô cùng tuyệt vời. Đó chính là khả năng giải rượu cũng như là cung cấp lại các dưỡng chất cần thiết bị mất sau khi chúng ta sử dụng quá nhiều rượu bia. Ở về cách làm thì vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần nấu một nồi cháo trắng loãng thôi. Và đối với những người mà sau khi chúng ta sử dụng rượu bia thì nên sử dụng cháo trắng để giúp hấp thu tốt các dưỡng chất cũng như là lấy lại sức đồng thời là giải rượu hiệu quả. Thứ tư đó chính là sử dụng chè xanh. Trong chè xanh có chứa chất axit tannic được coi là một trong những chất hỗ trợ là hóa giải chất cồn vô cùng tốt. Chính vì vậy nếu như bạn say rượu thì phương pháp tốt nhất đó chính là hãy uống một cốc chè xanh thật đặc. Phương pháp thứ năm đó chính là sử dụng mướp đắng. Như chúng ta đều biết thì mướp đắng được coi như là một trong những loại thần dược không chỉ giúp là thanh nhiệt cơ thể mà mướp đắng còn được coi như là một trong những loại thực phẩm bổ sung các dưỡng chất cho gan, đồng thời là thanh lọc gan cũng như là bảo vệ lá gan vô cùng tốt. Đặc biệt là các vitamin có trong mướp đắng có thể là hỗ trợ chúng ta là hóa giải được chất cồn trong rượu, giảm tác động của rượu bia lên cơ thể của chúng ta. Về cách sử dụng thì cũng vô cùng là đơn giản, bạn chỉ cần ăn sống mướp đắng hoặc là chúng ta ép mướp đắng lấy nước. Với những cách như thế này thì chúng ta có thể là loại trừ được rượu bia ra khỏi cơ thể. Phương pháp thứ sáu đó chính là sử dụng cà chua. Cà chua thì có chứa nhiều vitamin C và chất glutathione và những dưỡng chất này trong cà chua thì đã được chứng minh là quan trọng trong cơ thể của con người. Và đặc biệt cà chua còn được biết đến là một trong những loại nước ép có khả năng là giảm tác động của rượu bia vô cùng cao, đồng thời là thải độc ra khỏi cơ thể của con người. Khi bạn sử dụng rượu bia quá nhiều thì hãy uống một cốc nước ép cà chua để giúp cho quá trình đào thải rượu bia ra khỏi cơ thể của chúng ta được tốt hơn. Thứ bảy đó chính là sử dụng nước ép bưởi. Bưởi thì vốn đã được coi như là một trong những loại quả có rất nhiều công dụng từ làm đẹp cho đến là bổ sung sức khỏe cũng như là bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của con người. Và với việc uống một cốc nước ép bưởi sau khi chúng ta sử dụng rượu bia thì chứa rất nhiều vitamin C, kali, kẽm và phốt pho và với những dưỡng chất này thì nó không chỉ là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của con người mà nó còn hỗ trợ giải rượu hiệu quả cũng như là chống nôn cho người say rượu Phương pháp thứ 8 cũng là phương pháp cuối cùng, đó chính là bên cạnh việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên thì chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm nước bổ gan giải rượu bô trơn đến từ Hàn Quốc. Đây là một trong những sản phẩm đứng đầu trên thị trường hiện nay về khả năng bảo vệ lá gan của bạn, đồng thời giúp giải độc rượu bia nhanh chóng và bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho lá gan của bạn. Với thành phần chính được chiết xuất từ cây Hovenia hay còn gọi là cây nho khô phương Đông một trong những loại dược liệu được coi là thần dược hàng đầu trong việc bảo vệ lá gan, đồng thời là giải độc rượu nhanh chóng. Với sản phẩm này thì bạn có thể mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ bằng cách liên hệ tới hotline Korea Shop 24 giờ đó chính là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Hoặc bạn có thể nhấn vào đường link dưới đây để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Vừa rồi là 8 phương pháp để giải độc rượu nhanh chóng cũng như là giảm tác động của rượu bia lên cơ thể của chúng ta. Hy vọng với những phương pháp mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại những thông tin bổ ích cho các bạn để chúng ta biết cách bảo vệ lá gan của mình, đồng thời là giúp giải độc rượu bia. Bên cạnh việc sử dụng những sản phẩm, sử dụng những nguyên liệu để giải độc rượu bia thì các bạn cũng hãy nhớ rằng chúng ta nên hạn chế rượu bia để tránh những tác động không đáng có của chúng lên cơ thể chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào và bình an kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau